Giờ mình quay lại cái đề mà hôm nay mình sẽ học ha. Cái đề này là cái đề ôn tập số 1. Bữa trước thầy đã gửi cho mấy em mà không biết là mấy em đã làm chưa. Bữa trước thầy yêu cầu ví dụ như câu 1 ra. Có hợp quan tác mít tiếng Anh. Ví dụ như câu 1 ra. Các hợp cấu tạo nên hợp nhân của hầu hết các nguyên tử. Câu này rất là dễ nhưng mà mấy em cũng rất là bị nhầm. Bị nhầm là do số biết không? Nhầm chỗ nào biết không? Nhầm cái chỗ này này. Chỗ hợp nhân này. Mình xem thế là họ hỏi là trang hợp nhân hay là trang nguyên tử. Hai cái này khác nhau, bởi vì trong hợp nhân á là chỉ có hợp proton và hợp gì đây? Hợp natron, hợp proton. Proton là mang điện tích dương, còn hợp natron là không mang điện, đúng không? Còn trong nguyên tử thì sao? Trong nguyên tử thì nó có ba loại hợp là proton, rồi hợp hợp natron, rồi hợp electron nữa. Đấy. Em thấy phân biệt hai cái này khác nhau không? Đấy, như vậy hỏi là trang hợp nhân. Hợp nhân là mình chỉ nói là cái câu B là hợp proton hoặc natron thôi. Đây chỗ này là mình nhớ này, nhớ kỹ cho thầy. Rất dễ bị lộn nha. Thầy nói chỗ này có hiểu không Mỹ Quyền? Mỹ Quyền nào? Nếu mà cái chỗ này mà thầy đổi lại là nguyên tử thì cái đáp án là thành đáp án gì? Đáp án D thầy. Đúng rồi, đổi lại chữ nguyên tử thì đáp án nó là câu D chứ không phải là câu B nữa. Đó chưa? Đây chúng ta để ý cho nè. Phân tích kỹ tầng cao nha, chứ còn không chú ý là xe. Câu 2. Trang số n nguyên tử của một nguyên tố hóa học có thể tính được số n, tức là tổng số n trong, n là tổng số n trong trong nguyên tử của một nguyên tố hóa học có thể tính được khi biết số khối A và số thứ tự giấy. Và này chắc chắn tính được bởi vì ta biết sao? Ta đã biết là gì? A là bằng gì? Giấy cả N thì từ đây mình xem ra là câu B thôi. À, câu này quá dễ rồi. Câu tiếp theo. Số electron của nước ngoài cùng trang phân tử nita. Như vậy cái câu mà nó hỏi như thế này thì chúng ta phải đi viết câu hình ra. Viết câu hình ra mới nói được. Chứ mình không thể đoán được. Câu hình này trong của nó là 7A là 1A. A B3. Tấm số 1 là 7 nè. Và lớp ngoài cùng là cái này. Lớp ngoài cùng hay là phân lớp ngoài cùng? Lớp ngoài cùng nó có phân lớp ngoài cùng không? Nếu mà họ tổng số A của phân lớp ngoài cùng là em chỉ chọn 3B3 thôi. Đó chưa? Nhưng mà họ hỏi là tổng số A ở lớp ngoài cùng là nó phải có 3, có 2 chứ ai nữa. Như vậy tổng số A ở lớp ngoài cùng là đáp án phải là 5A. Còn nếu mà tổng số A ở phân lớp ngoài cùng thì em sẽ chọn 3A. Hiểu không? Tiếp tục. Câu này là cặp nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau? Đồng vị là gì? À, Lương Cẩm Ly trả lời cho ta là đồng vị là gì em? Lương Cẩm Ly, đồng vị là gì?
Vâng, cảm ơn. Bật máy trở lại thế nào? Vâng, cảm ơn. Không nghe. Mời Lê Thị Yến đi. Lê Thị Yến đi. Dạ thầy. Đồng vị là gì em? Dạ thầy, là đồng vị là giống nhau, là có điện tích hợp nhân đó thầy. Nó chưa đầy, nó chưa đầy đủ. Mời một bạn khác. Rồi, cảm ơn em. Mời Trà Na. Trà Na nói đầy đủ thế nào? Đồng vị là gì? Thưa thầy, là đồng vị là những nguyên tử có cùng điện tích hợp nhân khớp nhau về số khối. Khớp nhau số khối là do cái gì khớp nhau? Số rồi. Số nào trong? À, do số nào trong khớp nhau phải không? Mà chúng ta phải nói đầy đủ là đồng vị là gì? Đồng vị là hiện tượng khớp nguyên tử mà có cùng số proton nhưng khớp nhau về số neutron. Khớp nhau về số neutron thì dẫn đến số khối sao? Số khối cũng khớp nhau. Được chưa? Như vậy nhớ, đồng vị là cùng số proton nhưng khớp nhau về số neutron và số khối cũng khớp nhau. Được chưa? Đồng vị nó phải thuộc cùng một nguyên tố không? Hay là khớp nguyên tố? Mà một bạn nào mà Nguyễn Thị Thiên Nga, đồng vị là cùng nguyên tố hay là khớp nguyên tố? Đồng vị là cùng nguyên tố hay là khớp nguyên tố Thiên Nga? Dạ cùng nguyên tố là. À, đồng vị là nó phải cùng nguyên tố. Vì sao nó cùng nguyên tố em? Vì sao đồng vị là cùng nguyên tố? Hay là cùng điện tích hợp nhân. Đúng rồi, cùng số proton đúng không? Cùng số proton, cùng điện tích hợp nhân. À, cảm ơn em. Như vậy câu này là phải chọn đáp án A. Câu 5. Nhận định nào sau đây đúng khi nó về ba nguyên tử này? Câu này thì có vẻ dễ rồi. Nó là gì? X là 13, 26. A là 56, 55. Z là 12, 56. Đó là tìm câu đúng. Cháu ấy là người ta hỏi là mình phải để ý là biểu họ câu đúng hay câu xe nha. Tìm câu đúng. Đúng không? Câu đúng. Thì bây giờ mình A là X và Z có cùng số khối. X và Z cùng số khối là gì? 56. Là chắc chắn là đúng rồi phải không? Đấy, đúng. X và Z là hai đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là sao? Vì sao? Vì cái thằng này 13, cái thằng này 12 thì cũng không thể gọi là đồng vị được. Đúng không? Bởi vì 12 với 13 là hai nguyên tố khác nhau mà. X và A thuộc cùng một nguyên tố hóa học không thể được. Bởi vì X là 13, còn A là 26 thì không thể cùng một nguyên tố hóa học được. X và A cùng số natron. Số natron là mình tính bằng gì? Bằng A trừ gì? A trừ giấy, nhưng mà trong trường hợp trên là 26 trừ 13 là bằng 13, còn với 55 trừ 26 là bằng bao nhiêu? 55 trừ 26 bằng bao nhiêu? Chứ ngoài nói vậy, 55 trừ 26 bằng mấy? Hay chính hả? Đúng không? Như vậy cái câu này rõ ràng là nó xe rồi. Đấy, như vậy đúng là A. Trong quá trình hạ cái chỗ nào không rõ thì hỏi liền em. Carbon có 2 đồng vị, carbon 612, carbon 613. Oxy có 3 đồng vị, oxy 816, oxy 817, oxy 818. Các loại phân tử CO có thể tạo thành là 6. 6 đó là gì?
Bây giờ nếu mình lấy carbon 612 đây. Lấy carbon này em nối với thằng này. Nối với thằng này. Thì có phải ra ba trường hợp không? Và tương tự cái này có ba cái không? Rồi tương tự cái này có ba nữa là ba cộng ba sẽ bằng gì đây? Sao? Đó là các phần tử nào? Đây. Phần tử CO thứ nhất này. Để thầy cho nó cách ra cho dễ thấy. Thầy cho cách ra cho dễ thấy nha. Rồi. Thấy rõ chưa? Sáu phần tử không? Bạn nào thấy rõ cho thầy số 1 nào. Bạn nào thấy rõ và hiểu câu 6 cho thầy số 1 nào. Ok, tốt rồi. Mấy em có thể ghi chép vô. Ghi chép vô. Cái đây là theo thứ tự năng lượng tan dần này. Cái có chiều này là năng lượng tan dần. Năng lượng của các phân lớp tan dần. Thì hôm trước thầy có bài em là gì? Làm sao mình nhớ? Thì mình ghi ví dụ lớp thứ nhất có 1x, lớp thứ hai là 2x, 2b, 3x, 3b, 3d, rồi 4x, 4b, 4d, rồi 5x, 5b, 5d, 5x. Rồi mình sẽ tính theo cái thứ tự này. Thầy gì giống mũ tay nhá. Có mũi tay này sang sang ấy nè. Đấy. Mấy em để một lần nữa mấy em vẽ cái này cho nhớ này. Có nghĩa là 1x, 2x, 2b, 3x, 3b, 4x. Là 1x nè. Năng lượng nhỏ hơn. 2x nè. 2b nè. 3x nè. 3b nè. 4x nè, 3d nè, 4b nè, rồi 5x nè, 4d nè, 5b nè, 6x nè, đấy vâng vâng. Đấy, mấy em phải ghi cái này vô, ghi đây, ghi lại nhiều lần cái này thuộc. À, thì đợi mấy em ghi nha. Đừng có chủ quan nha. À, ở đây thì mình cười, mình để cái đây dễ quá, chứ mà vô phần thi rồi hậu quay nè, chỉ cho em nào. Thank you.
Con cầm lấy, con nghe thầy được chưa? Con cầm lấy. Nghe thầy. Con nãy đi đâu mà thầy kêu nghe vậy? Dạ, em đi mở cửa ngõ. Cửa ngõ à? Dạ, có cửa ngõ luôn hả? Hả? Em có hiểu cái thầy mới nói không? Dạ hiểu. À. Tiếp tục nha. Ở trạng thái cơ bản cấu hình là trong lớp ngoài cùng của nguyên tử x là y tha số hiệu nguyên tử của nguyên tố là, nhưng mà cái dạng mà nó cho cái đuôi như thế này, nó cho cái đuôi, bây giờ mình phải gán thêm khúc nào với nó thì mình cứ thuộc cái giải năng lượng này là biết là màu x tha y tha 26 y tha bây giờ là hết rồi đó không, một cái xe hai xe 26 ba xe dừng lại không, như vậy mình ta tổng là 12 phải không, tổng cái mẫu là 12 thì mình sẽ chọn 12 thôi, được chưa? Do cái đề này thầy đã gửi cho em rồi nên bây giờ thầy chỉ đưa đáp án và thầy sửa thôi, còn em nó chưa làm thì chịu trách nhiệm ngay, chứ còn những bạn khác làm hết rồi. Phát biểu nào sau đây không đúng? Nguyên tử được cấu tạo từ các hợp cơ bản là proton, neutron, ngoại electron, tức là hầu hết cấu nguyên tử là như thế. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít là nó sai chứ vậy đây, nó sai chứ đặc khít đó. Đặc khít có nghĩa là sao? Nguyên tử có cấu tạo gì? Bọn mình nói nghe thế nào? Em nhắn cái nguyên tử có cấu tạo gì? Nhắn cái chữ thì coi thế nào? Nguyên tử có cấu tạo gì mấy em? Không phải chỉ đặc khít thì chữ gì? Tao bảo em cứ đưa cái đáp án của mình vô đi trong phần ô chat đó. Có mấy bạn trả lời được, còn mấy bạn số còn lại không biết trả lời cái chữ gì à? Mấy có Tràn Na, Việt Đệ, Tăng Hạnh, Đức Trí, Thủ Linh, còn mấy bạn kia không biết trả lời chữ gì sao? À, biết nhưng mà không thèm trả lời bởi vì quá dễ quá. À. Cái câu A đó thực chất là nó cũng chưa được chặt chẽ lắm nè. Câu A mình muốn chặt chẽ thì phải nói sao? Mời một bạn nào. Mời Thanh Ngân. Thanh Ngân ơi. Dạ đây thầy. Câu A đó nếu mà muốn chặt chẽ thì phải nói sao em? Dạ thầy là phải thêm chữ hào hết. Đúng rồi, chính xác. Nó hào hết có nguyên tử bởi vì nó có một cái trường hợp là nó không có hợp nó trong em. Cảm ơn em. Cái trường hợp có nguyên tử nè. Hydro 11 nè. Thì số proton bằng số electron bằng 1. Chứ mà số neutron trong trường hợp này bằng 0. Đấy không? Nhưng mà chính vì cái thằng này nên mình phải dùng cái câu A, mình phải dùng cái từ là hào hết. Được chưa?
Và sáng chỗ này thầy nói luôn nè, hydro một màu. Hydro một ha. Và hydro một ba, đây là ba đồng vị của hydro. Thầy có hydro một màu, đây người ta ký hiệu là chữ protein nha. Đó là datari, ký hiệu là chữ D. À, trt chứ ký hiệu là chữ T. Đấy, như vậy là người ta viết hydro một màu hoặc là viết chữ B là mình hiểu là đồng vị hydro một màu. Hoặc là viết chữ D là hydro một hai, viết chữ T là hydro một ba. Được chưa? Bảo nguyên tử được cấu tạo từ các hạt electron là chính xác rồi không? Câu C cũng vậy, câu C muốn chính xác là phải dùng cái từ hào hết nha. Câu 10 là một câu khó nè. Nó cho 6 cái nhận định, 6 câu. Hỏi là trong 6 câu đó thì có mấy câu đúng. Máy nhận định đúng. Câu 1. Trong nguyên tử có 7 phân lớp. Là xe chỗ nào? Có làm mà nào OBQ. Nó xe cái chữ gì mấy em? Mà Nguyễn Việt đã. Em chỉ ra câu 1 chỗ nào? Thầy là có 7 lớp. À 7 lớp chứ không phải 7 phân lớp mà. Có nghĩa là nó bị cái chữ. Bảy cái chữ này. Đó. Câu 2 có 3 nguyên tố đều có cấu hình electron lớn ngoài cùng là bóng X1. Đó là ba nguyên tố nào? Mấy em comment ba nguyên tố đó thế nào? Ba cái nguyên tố nào mà cấu hình lớn ngoài cùng là có bóng X1? Thì comment em ghi thế đúng không? À Tấn Thá là đưa ra kali, crom đồng. Còn mấy bọn khác sao? Đấy, mấy em chú ý là cấu hình của crom của đồng em ghi vô học thuộc qua cái này cho thầy. Tiếp rồi bài học thuộc là. Câu 3, các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học có cùng số neutron trong hạt nhân. Tại sao? Bởi vì nó cùng số proton.
cộng số rô tăng chứ không phải cộng số nơi trong. Cộng số rô tăng mà nó ghi cộng số nơi trong là sao này? Nguyên tử, nguyên tố kim loại đều có một ha hoặc ba a ở lớp ngoài cùng. Câu này đúng không? Đúng chính xác không? Bây giờ nếu mà thầy nói như thế này, thầy nói ngược cái câu 4 lại. Để nha. Ngay thầy hỏi rồi trả lời với thầy đúng là sao thôi. Bây giờ cái câu 4 là nó là nguyên tử, nguyên tố kim loại đều có màu ha hoặc 3A ở lớp ngoài cùng. Bây giờ thì nó ngược lại là nguyên tử có màu ha hoặc 3A ở lớp ngoài cùng là nguyên tử, nguyên tố kim loại. Thì nó lại này. Nguyên tử có màu ha hoặc 3A lớp ngoài cùng thì đều là nguyên tố kim loại. Câu nói có thể đúng là C. Comment vô. Thầy chỉ hỏi cái câu nói của thầy đúng là xe thôi. Chứ không có trả lời là khớp một là đúng hay là xe. À, tất cả các bạn đều trả lời C. À, chính xác. Có nghĩa là câu 4 mà nói như thế này thì đúng. Nhưng mà nó ngược lại câu 4 là C nha em. Bởi vì có hydro. Hydro nó cũng có một electron đúng không? Nhưng mà nó đâu phải kim loại đâu. Hydro và heli và bo. Hydro. Heli. Như vậy ba trường hợp này á là nó không phải là kim loại, mặc dù cái số A lớp mà cùng nó có thể 1A, 2A hoặc 3A. Câu 5, có electron trên cùng một lớp có năng lượng gần bằng nhau. Các electron trên cùng một lớp có năng lượng bằng nhau. Cái này đúng là sao? Mời Trần Nguyễn Anh Tuấn giải thích nào. Câu này câu 5 đó là đúng là sao? Vì sao? Trần Nguyễn Anh Tuấn. Dạ thầy. Tái câu hỏi ông quá.
Dạ thầy. Em không có năng đó, em tép quả đi. Em tép đi, ổng quá mà còn khóc đi. Bật cái quạt nó kêu, mà mấy. Mà Nguyễn Xuân Trường. Cái số 5 đó là... Đúng rồi, xe. Ấy số 5 là đúng rồi, xe Trường. Dạ, xe ra. Vậy sao? Vậy sao xe? Vì nó gần bằng nhau chứ không phải là bằng nhau vậy. Đúng rồi, trên cùng một lớp là năng lượng gần bằng nhau. Có khi nào nó bằng nhau không? Khi nào năng lượng nó bằng nhau? Khi mà nó ở lớp đầu tiên. À, khi nó ở cùng phân lớp không? Và các trường hợp, ví dụ như hydro chẳng hạn. Thì một x một mà heli thì một x hai thì em thấy là hai a đây mặc dù nó cùng một lớp nhưng mà đặc biệt nữa là nó vừa cùng một lớp nhưng mà nó vừa cùng một phân lớp nữa, như vậy hai a trong heli đó là có năng lượng bằng nhau em, phải không? Vậy đây là nó hơi đặc biệt một tí, còn đa phần là có cái lớp trong ở cùng một lớp thì có năng lượng gần bằng nhau thôi. Bảy là có bảy nguyên tố đều có tổng số A phân lớp X là 6. Đó là bảy nguyên tố nào? Biết không? Mà thế nào? Ấy số 6 đó. Đúng là sao? Giải thích nào? Ấy số 6 đó có những trường hợp nào thế? Dạ, ý số 6 nó sai ra không thầy? Bây giờ em chọn là cái số 6 đó sai ra đúng? Dạ, sai ra. Hiện tại là đáp án đó là đúng em. Đó là những trường hợp nào? 7 trường hợp. Cái số 6 đó có bạn nào nó đúng không? Bạn nào nó đúng không? Hay là xe? À thầy. Hả? Hình như đúng đó thầy. Đúng thầy. Đúng là có những trường hợp nào mà đúng? Dạ, trường hợp là 3x2 là canxi với là 2x2 36, 3x2 dừng nó bằng 1x2 tính từ cái lớp 3x2 đó thầy. Nói chung là tổng là 6A là được. Đây. Rồi, cảm ơn em. Đây, em thấy nè. Cái 6 đúng bởi vì sao? 7 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì? 1 cái thê, 2 cái thê, 2 cái 6, 7 cái thê. Là tổng của x là 6A đúng không? Đấy chưa? Thấy không? Em thấy chữ không? Đủ 6 chưa? 6 ai đúng không? Trường hợp tiếp theo là 3x2 là tới 3B rồi đấy. 3B1 mà em biết B là có B1 nè, rồi B2 nè, rồi B3 nè,
rồi B bóng này, rồi B nam này, rồi B sáu này. Đó là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 trường hợp phải không? Nếu em điền B1 thì cái tổng số A, AX nó vẫn là 6. Nếu em điền B2 thì tổng số A, AX nó vẫn là 6. B3 cũng vậy, B4, bởi vì cái B thì không liên quan tới AX. Như vậy em được 6 trường hợp, cộng với 1 cái trường hợp ra nữa. Là thành 7 đúng không? Thế hiểu chưa? Nãy em định nói vậy mà em không biết nói sao ấy thầy. À. Bây giờ câu này là câu năng con, em chịu khó ghi chép cho tí nha, ghi chép cái câu mười vô tí nha, ghi chép tí nè. Câu này là ít có bọn lòng đúng không? À. Bởi vì ngạc nó là trang 6 ấy mà chỉ cần xe 1 ấy là có nhiều xe hết. Là bây giờ em vẽ cái câu số 1 ra, chụp hình gửi qua Zalo ra để thầy đưa lên cái màn hình để thầy sửa nha. Lấy giá vẽ câu 1, chụp hình gửi qua Zalo cho thầy. Làm trình bày đó, thầy chấm cái cách trình bày nữa chứ không phải ra đáp án không là đúng luôn nha. Thế là nán nó cái nét chữ tới anh thế. Giờ để cố gắng trình bày cho có thể không cần đẹp nhưng mà nó phải rõ ràng, bởi vì khi người ta chấm mình viết nhiều hơn người ta đạt không được rồi.
Nó làm đầy đủ luôn, hết luôn, hay gãi thôi. Hết cả bài luôn thế. Do nó qua trơn đó thầy, nên em phải gửi lên kế, nó không có liền mạch đó thầy. Cái này thầy gửi cho Zalo đó thôi. Dạ, đợi mấy bạn xíu nha. Em có thể lấy cái đề đăng Zalo đó em dễ. Thấy được không? Dạ, em thấy được. Bài này là của em nào? Em thầy. À, gọi giác là số bà rồ tâm. Tức là em nó về chỗ có cao đó, em viết cho nó đầy đủ xuống ngang, gọi giác là số bà rồ tâm. Cái câu một đó thầy thấy thầy đạt nó không trâu ý. Mặc dù nội dung nó thầy đúng rồi. Được chưa? Em chỉ cần gọi giấy là tổng số bồ tâm, nó có chữ tổng đó nha. Được chưa? Còn là tổng số là trong. Còn ai mà không cần gọi, bởi vì hiển nhiên là giấy bằng ai rồi. Tức là nội dung là đúng, nhưng mà trình bày chú ý là nghe em. Ta có hệ phương trình rồi. Có chỗ A là bằng giấy cận N. Rồi em lấy 20 nhân 2 bằng 40. Thì tất nhiên là bạn muốn mơ, chứ mà thầy thấy là mình có thể gây luôn vậy đấy. 20 cạn 20. Bạn muốn mơ, mặc dù 20 cạn 20 vẫn bạn muốn mơ rồi. 20 nhân 2 vẫn bạn 40. Nhưng mà mình gây theo công thức là phải là 20 cạn 20, đúng không em? Đấy là thầy nói về cách trình bày á. Được chưa? Ký hiệu cấu hình ở lớp trong. Số A là trong lớp ngoài cùng, 2A, nguyên tố X. Nên X là kim loại. Được rồi, nói chung bài em thì cũng tương đối, nhưng mà chưa có sạch sẽ lắm. Nói chung là mình trình bày nó chưa có được là đầy đủ lắm em Minh Trinh. Dạ. À, khi mình nói một cái câu là mình nói phát mộc là chính xác, được chưa? Vẫn khó thế nào. Và đây không biết coi ở đây. Bây giờ mấy em chụp mấy em gửi thì thầy mới sửa được. Cái nhiều hơn mình nói thì mình hiểu, nhưng mà mình thu thiều để viết chữ đẹp này. Coi thế nào.
cái chỗ đạt đó cũng chưa được nên thiệu. Mình phải nói là mình thêm chữ tổng số vào đầu tâm bằng tổng số là trăm bằng giấy ngàn thiếc. Chứ mình để là B bằng A là người ta chỉ hiểu là một bộ đồ tâm, một ai là trăm thôi đó thiệu ơi. Thầy nói cho em có hiểu không? Dạ hiểu thầy. Tức là để B bằng A bằng giấy là người ta có hiểu là một B và một A. Mà đây không phải là một B mà đây là tổng B, tổng A. Đấy chưa? Anh nào cũng vậy. Không phải là anh này nhỏ, bạn nào lớn đâu mà tổng anh này nhỏ là bạn nào lớn. Nên tốt nhất là cái câu đầu tiên là mấy em cứ gọi giấy là tổng số proton, anh N là tổng số na trăm, mình cứ gọi vậy thôi. Chứ mấy em đừng có sáng tạo ra nhiều hầu nó lại sai ý nghĩa. Đó. Ta có hai giấy cả N bằng 60. Mà hai giấy bằng hai N. Thì ra giấy bằng N. Có phương trình chỗ này nhưng nó có vấn đề phải không em? Theo 2z bằng n bằng 60 chia 3 là như xe rồi đó. Cái phương trình nó bị xe phải không Thiệu? Bạn nào ý kiến ở chỗ Sira đó giùm thầy đi. Có ai nói chỗ Sira là đúng là sao không? Ê, chỗ nào bây giờ làm sao cho nó đúng em? Bỏ cái gì thì nó đúng. Bỏ cái gì thì nó đúng. Thầy là bỏ số 2 ở hơi giấy chứ thầy. Đúng rồi, chỗ hơi giấy đó là bỏ số 2 đi. Đó chưa? Chỗ hai giấy là bỏ số 2 đi thì nó mới đúng là giấy bằng n bằng 60 chia 3 bằng 20 và giấy bằng 20 a bằng giấy cả n bằng 40. Đấy, như vậy bây giờ nếu mà chấm tự luận là tới đó là thầy cho em xe đó nghe em. Xe là không có điểm luôn á chứ á. Cấu hình nó là trong. Số là trong đúng rồi, cùng là 2a. X thuộc nên tôi x là kim loại, nói chung là giới là được hết rồi. Nhưng mà cái câu mẫu của nó bị chỗ đó, chỗ si ra hay giấy cho là bỏ số hệ đi mới đúng. Để cho các bạn khác rút kinh nghiệm nha. Thủ Linh giơ tay, mà Thủ Linh nào? Dạ thưa thầy, cái ký hiệu của x thầy là mixer thầy. Ký hiệu x kia. Các bạn cái đó nên ra ngoài đuôi thầy nhìn thầy không thấy. Ký hiệu là phải 20, 40 phải không? Phải không em? Mà đây bọn ghi là 20, 20 là xe. Thấy không Thiệu? Thiệu ơi! Thiệu! Dạ, thầy, em bị nhầm thôi. À, bị nhầm. Cái chỗ cuối cùng đó là x 20, 20 là xe nè. Rồi, sửa là ngang bà con. Nên khi sửa bài của mấy em thì mới biết mấy em xe chỗ nào, chứ còn thầy nói không là không được. Bọn viết chữ, bọn Tống viết chữ khó đọc quá. Bạn nào trình bày thì có vẻ logic này không? Nhưng mà tiếc cái là viết màu quá. Sửa nét chữ là tới anh Tuấn à.
Thầy không thể chiếu hết cái bài làm được em. Bọn nào không được chiếu thì cũng đừng có buồn nha. Chỗ đó mình ghi chữ ký hiệu chứ đừng ghi chữ si ra nha em. Đừng cầm lấy. Dạ. Nói chung là bài này là lòng khá là rõ ràng. Em có thể ghi cái bài này. Được chưa? Bọn nào mà không được chiếu về lên thì cũng đừng có buồn nha. À, mình trả lời các bài của mình. Ở đây nó còn câu dài nữa mà hồi nãy thầy chưa đưa hết cái câu không? Câu dài là viết phương trình hóa học. Tại mấy em bổ sung câu dài vô. Bổ sung câu dài còn cách trình bày là thầy đã đưa ra hết rồi. Được chưa? Thầy đã mấy em mấy phút để hoàn thành cái đáp án của câu 1 chưa nha? Ghi vô để hạ cái gì? Hạ cái cách trình bày. Được chưa?
Rồi làm bài ha. Làm bài ha gửi cho thầy nha. Chưa có bạn nào sai hết hả? Thấy chưa sang nghe thế? Cái bờ của em nó như cái gì đó thầy? Không thấy chữ thầy. Thế lại hả? Em không dám gửi luôn á thầy. Sao không dám gửi? Em sợ cái trình độ bấm máy tính của em lắm thầy. Em bấm ba lần nó cũng sơ thầy. Còn sợ thì còn phải gửi. Dạ. Gửi lên đây.
Chứ giờ em sợ là mai mốt em thi em kiểm tra làm sao gã anh này. À, Thảo Linh. Đây là bà cô Thảo Linh đó không? Đỗ Quỳnh Thảo Linh. Nguyên tử khối trung bình. Làm áp dụng công thức thôi. 37 nhân 75,77 cộng 3... Ủa? Cái trước là 35 phải không? Thảo Linh, cái trước 35 hả Thảo Linh? Dạ 35 hết thầy. 35 nhân 75,77 cộng 37 nhân 24,23 tất cả chia cho 100. 35,4846. Có 4846 không? Hay là 35,48 không á? 35,4846 luôn này. Các bạn khác. Các bạn khác nói cho comment cho giá trị này nào. Dạ bàn bọn đó thầy. À. B. Gõ x là phần trăm của đồng vị đồng 2963, 100 trừ x là phần trăm của đồng vị đồng 2965. Thế giờ công thức, bạn trình bày khá là đầy đủ ha. 63 x cộng 65 nhân 100 trừ x chia 100 bằng 63,54. X bằng 73, vậy phần trăm của đồng 2963 là 73%. Bạn trình bày giờ là tốt ha. Đồng 2965 là 27%. Phần trăm khối lượng của đồng 2963 trăm đồng nitrat. 63 nhân 73 phần trăm. Ở trong cái chất này có 1 đồng và nhân 1 có nhân ở dưới là 63,54 cộng đồng 14 oxy 16 nhân 3 nhân 2 nhân 100. 24,52 là chính xác hết rồi em. Để thầy co bọn làm đúng rồi, để thầy co bọn khác thế nào. Bài của bọn Tấn Thế. Tức là khi mà em ghi x phần trăm và 100 trừ x phần trăm thì dưới mẫu là cũng có phần trăm nha. Và chúng ta có thể đơn giản cái phần trăm đây cũng được. Rồi được, ok. Ủa? Sao cái công thức cuối cùng đó là có ở trên tử là 73% rồi dưới mẫu là 100% gì nữa thế? Dạ. Cái công thức cuối cùng ở dưới mẫu làm sao có 100% nữa? Dạ 100% chia là tử hay mẫu thì ở dưới là tử hay mẫu thì là mẫu thế vậy? 100% là đi với 73% đó thầy, nó ở dưới của 73% đó thầy. Nếu em gây giải thì em phải gây là trang tử là 73 với là 100 chứ không có phần trăm nữa. À, dạ. Tức là 73% đó là 73 chia 100. Nhưng mà em đã gây 73 chia 100 thì em bỏ hai cái phần trăm nó đi chứ. Tất nhiên em đưa vô thì nó loạn lên thôi, còn kết quả ta bấm nó vẫn ra giải thôi. Một là dưới mẫu á, em bỏ có 100% đi, bỏ dưới mẫu. Được chưa?
Còn không, nếu mà em muốn ghi 100 với mẫu thì trên tử là em ghi 73 thôi chứ đừng có phần trăm. Có hiểu không? Được chưa? Như vậy cái đoạn cuối đó, ở dưới mẫu là cái công thức em dư 100%. Bỏ cái đó đi. Ủa mấy có hai bạn gái mà bạn Linh với bạn Thế, còn mấy bạn khác không làm được hả? Hello. Mấy bạn khác đâu? Em lạng hết rồi. Em lạng là biết lộn không được rồi. Rồi mấy em thấy cái cách trình bày của cái câu này, đặc biệt em chú ý câu B giùm thầy, cái đoạn dưới đó, hai cái gạch đầu dàn nó có gì khó của mình không? Em đặt hai cái gạch đầu dàn đây em có hiểu không? Thầy giả là gì? Thầy giả là cái chỗ này là thầy đưa vô một công thức luôn, bấm máy tính là ra luôn, đúng không? Còn ở đây là người ta không đưa vô công thức mà người ta lý luận từng ấy ra, là thành ra hơi ấy. Dạ trước hết là em đạp, em có hiểu hai cái gạch đầu dàn không? Có đó này, cả lớp nè, ghi bề và đạp hai cái gạch đầu dàn đó có nắm được không? Mấy em biết là để mà tính được cái phần trăm khối lượng trong đồng số 3 trong đồng nitrat á, thì thầy thấy mấy em biến đổi nó ấy nên thầy đưa công thức tính luôn, còn nếu mà em lý luận thì em làm như thế cũng được. Giờ ở đây em chú ý là anh M á, là bài anh N nhân gì đây, anh M lớn mà khi xét một môn, mol có nghĩa là n nhỏ bằng 1, thì lúc đó là khối lượng sẽ bằng gì đây? Khối lượng sẽ bằng m lớn, rõ chưa? Có hiểu chưa nào? Có màn, thầy ơi có màn hình đó vẫn ở chỗ bề của bọn Thế thầy. À sao? Bề bọn Thế sao? Chiếu lại bề bọn Thế hả? Dạ không, ý là có thầy gây em không thấy, thấy bề bọn Thế với thầy. Do thầy chưa chia sẻ màn hình rồi, xin lỗi. Để thầy vô thầy. Thầy chưa bấm cái nút chia sẻ. Ok rồi, tới chưa? Không nói sớm trợ. Thấy rồi thầy. Xét một môn đồng nitrat. Nhắn là một môn nha. Một môn. Thì lúc mà n nhỏ bằng 1 thì khối lượng sẽ bằng m lớn, khối lượng sẽ bằng khối lượng mol.
và cụ thể nó bằng bao nhiêu? N lớn nó là bằng số 3,54 cộng NO3 hai lần, NO3 là 14 cộng 16 nhân 3, rồi tất cả nhân 2 ra 187,54. Đây chính là đơn vị, đây chính là số lượng tính theo gom của một mol đồng nitrat. Mà trang một mol đồng nitrat đó thì số mol đồng cũng một mol, bởi vì trang một đồng nitrat có một đồng. Mà trang một mol đồng đó thì đồng số 3 nó chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm? Trang một mol đồng đó, đồng số 3 nó chỉ chiếm 0,73 mol thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đồng số 3 trang hai đồng vị này nó chiếm 73%, tức là 0,73 mol thôi. Thì lúc đó khối lượng của đồng số 3 sẽ là 0,73 nhân số 3. Em nhìn trên tử giùm thầy. 0,73 là số mol của đồng số 3 nhân với số 3 là mà lớn của đồng số 3. Như vậy ở đây em chú ý là nó có một đồng thôi thì mình không có nhân lên. Nhưng nếu gặp cái chất là 2 đồng, 3 đồng thì em phải nhân lên, ví dụ 2 đồng có nhân 3 đồng có nhân 3. Chia cho 187,54 là khối lượng của một mol nhân 100%. Nên là yêu cầu là đặt kỹ hơn cái gạch đầu dàn giùm thầy. Như vậy tới đây là một là em có thể áp dụng công thức của thầy là thế vô ra ngay, đối với những bạn không hiểu thì chỉ dùng công thức ra thôi. Còn bạn nào mà hiểu sao hiểu kỹ thì có thể trình bày đầy đủ tí bằng cách là làm theo cái đáp án. Đó chưa? À, em đặt kỹ hơn cái gạch đầu dàn giúp thầy. Thế có rõ chỗ này chưa Thế? Dạ dạ dạ. Dạ rõ. Mấy em ghi cái đoạn giới vô đây, thả cái cách trình bày đó. Nó còn đơn giản mà. Bao nhiêu em hiểu câu 2 đó, cho thầy số 2 nào. Em hiểu câu 2 thì cho thầy số 2. Mười chín bạn tương đối rồi. Câu 3, cố gắng làm câu này, câu này câu năng co em. Tám số hợp mà x, tức là cái chất này nó có một anh mà và một x là 108, tức là 2 giấy mà cạnh nào mà cạnh 2 giấy x cạnh này x, bởi vì tổng hợp là bằng 2 giấy cạnh nào mà, và đối với anh mà là 2 giấy mà cạnh nào mà đối với x thì 2 giấy x cạnh này x bằng 108. Trang đó, hạnh chú ý cho năng hạnh, người ta nói là trang đó tức là vẫn còn đang cái cao đó, đúng không? Trang đó số hợp ngoan điện, tức là cái 2 giấy anh mà với 2 giấy x gọi là số hợp ngoan điện. Nhiều hơn số hợp không mang điện thì lấy 2 giấy mà cạnh 2 giấy trừ nào mà trừ này là bằng 36, là ra phương trình thứ hai. Mấy em chú ý là có thể bỏ cái mặt đơn đi cũng được nha.
bỏ mặt đơn thì bên trang là mình đổi đổi giáo là được rồi. Các em hiểu cái đó rồi, bởi vì học toán mà mình biết cái đó rồi, đúng không? Còn để dấu mặt đơn cũng được. Số khấu của anh mà nhiều hơn số khấu của x, là đây là một ý riêng nha, không liên quan ấy. Không liên quan là tái trai nhé. Số khấu của anh mà nhiều hơn số khấu x. Số khấu là bằng giấy cạnh n. Và cái hiệu này là bằng toán. Tức là giấy mà cạnh n mà trừ tổng giấy x cạnh x là bằng toán. Số hợp trong mà cạnh. Em chú ý là bình thường anh mà là hai giấy mà cạnh n mà. Nhưng mà giờ mà hai cạnh. Mà hơi cạm tức là nó đi mắc đi mấy ai? Anh mà hơi cạm là nó ít hơn anh mà hơi ai đó trong em. Em ghi cho thầy. Cái này là số ai đó trong của em Dương. Thì nó phải nhỏ hơn. À, thầy ghi tổng số hợp đây, tổng số hợp. Đấy, mấy em ghi nhớ là cái điều đó dùng thầy. Như vậy tổng số hợp của anh mà hai cạm sẽ là gì? Hai giấy mà cạm nào mà trừ hai. Còn tổng số hợp của x hay trừ là hai giấy x cạm này x được cạm hai. Và cái hiệu này bằng toán. Giải hiệu này thì có thể dùng máy tính hoặc là giải thủ công. Được chưa? Hạnh có hiểu cái nào không? Mình ghi hết câu này mình nghĩ nha. Còn cái dễ đó thì mấy em có thể dùng phương pháp cạm em dễ hoặc là dùng máy tính gì đó tùy, rất là dễ. Các bạn nào hỏi câu qua không?